Xin chào tất cả các bạn nhá. Thì mình vừa đi siêu thị về xong. Thì hiện tại bây giờ ngoài trời đang gió rất là to. Các bạn nhìn xem này. Hiện tại bây giờ bên ngoài gió rất là to. Mà cơn đen nữa. Mình đi siêu thị về thế là đạp mau đạp mải về sợ mưa, xong còn gió thổi nữa nha, ngược gió, đạp bong đít đi. Làm này. Làm hai cốc nước ngọt đá đã đời. Mình sẽ cho các bạn xem hôm nay mình mua được những cái gì nhá. Một con gà giảm giá, một gói chuối, giờ cuối tháng hết tiền ăn chuối trừ cơm, một cái tôm giảm giá. Anh em mình bên này chủ yếu tộc săn đồ giảm giá đấy các bạn, ăn giảm giá rẻ tiết kiệm. Hôm nay toàn đồ rẻ thôi. Thì tôm này giảm giá một nửa, 600 yên, 599 yên giảm còn 299 yên. Đây con gà này gọi là siêu giảm giá các bạn ơi, giá trồng giảm giá luôn này. Bây giờ mình thử vừa lột xem là nó giảm giá như thế nào nhé. Mấy lớp giảm giá trồng với nhau xem giá gốc của nó là bao nhiêu. Giảm giá trước của nó là 496 yên. Giảm giá tiếp theo nó là bao nhiêu? Giảm giá trước của nó là 972 yên. 3 lớp giảm giá. Họ lột cái giá gốc của nó đi rồi. Giá này đúng của nó là giá lúc đầu tiên của nó còn hơn sale các bạn. Đấy, giá đầu tiên nó giảm xuống còn 972 này. Nhưng tiếp theo là 96 yên này, không ai mua này. Tiếp theo nữa là 432 yên và mình đã sốt. Siêu giảm giá, con gà siêu giảm giá. Thì gà này gà cũng nhập chứ không phải dạng gà dai ấy, kiểu gì đó các bạn. Thì hôm nay mình sẽ thiết kế món gì cho nó lạ lạ ấy nhỉ. Đây là con gà mình đã rửa sạch sẽ sát muối này các bạn nhé. Còn đây là nước tí mình tẩm ướp con gà này. Thì đây là mình cho lung tao lung tung đủ các loại kiểu xả tỏi rồi nước mắm mì chính, cho cả nước sốt chấm nướng vào, nghệ, ngũ vị hương lung tung. Cứ cho phứa phựa vào. Bây giờ mình sẽ tẩm ướp vào trong con gà nhé. Thơm ấy. Gà siêu giảm giá. Thì như qua anh em mình bên này đi sang Nhật Bản này làm ý. Nói chung đi nước ngoài thì mọi người ở nhà cứ nghĩ là lắm tiền lắm nhưng lấy đâu ra. Cũng chỉ lương hơn ở nhà tí nhưng bỏ sức lực ra làm thì kinh khủng lắm các bạn. Không biết được đâu. Phải đi mới biết được. Sang đây bỏ sức là lao động để lấy được đồng tiền nó không đơn giản tí nào. Mình dựa vào các anh em ăn tiêu thôi, ăn uống mua sắm mình tiết kiệm được thì hết hạn hợp đồng về còn dư giả ra một tí, còn tiêu xài hoang phí như thế này thì không thể để ra được đâu các bạn.
Ok, mình đã tẩm ướp gọi như là đấy rồi, giờ để cho nó ngâm một chút cho nó ngấm nhá, rồi bắt đầu chuẩn bị muối vào rồi hấp hấp muối. Mình dùng cái xoong này nhá, xoong này bằng sứ này, thì cho muối vào nữa là nhiệt độ của muối nóng lắm, với lại cái nồi sứ này nó giữ được nhiệt lâu thì sẽ chín con gà chắc sẽ đẹp hơn. Thế đây cái lòng nồi hôm vừa rồi mình kho một nồi cá vật vã, thế là không quay nó cháy mất nồi cá kho, anh em chửi quá trời luôn. Dùng cái nồi này bây giờ chắc phải ấy khô đã, xong rồi cho muối vào. Muối mình lấy công ty thì hạt muối bên này nó không giống nhiều hạt muối ở Việt Nam đâu, cánh nó không to. Nhưng mà cầm hạt muối này cảm giác tưởng tượng như kiểu là đạm ấy. Đạm Việt Nam. Có loại công ty mình nhìn loại này là to nhất rồi, không còn loại to hơn nữa. Không biết có được không đấy. Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong xoong nhé. Mình đã cho muối đều vào trong cho các bạn nhé. Mình lo lắm không biết có chín được không hay là nó bị nước xuống nó mặn vào con gà. Mình tính cho thêm với bạc về cách muối con gà ra tí, chỉ lấy cái hơi nóng chín thôi, còn không không cho con gà dính muối. Ở Việt Nam thì như các video mình xem ấy, thì nó họ giải xả chết bên dưới cách muối với gà ra thì nó ấy hơn, thơm vừa thơm mà vừa ấy hơn, nhưng mà mình đấy thì không có, bên này không có xả sủi dễ như ở Việt Nam. Bây giờ mình chọc thủng cái này ra cho hơi nó lên. Đây các bạn nhé, con gà thì từ nãy giờ mình ướp là nó để một lúc nó cũng chắc ngấm rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó vào trong nồi và hấp nhá. Không biết mất bao nhiêu lâu mới chín được. Phải để ý mấy cái thành này, con gà không cho chạm đấy vì cái này nó không có nước, chạm vào thành thì nó nóng nên là chắc không cháy. Bây giờ mình đậy vung vào nhá, bắt đầu thấp. Giờ mình để lửa to một tí cho nó nóng nồi với nóng muối lên cho nó có nhiệt độ trong nồi, xong bắt đầu mình mới cho nhỏ lửa đi, xong là để ý thường xuyên chứ không là cháy. Bây giờ đã được 30 phút rồi các bạn nhé. Mở nó thử xem. Bạn thấy con gà đỏ vàng chưa? Thơm lắm. Ôi, nhìn hấp dẫn quá. Thơm lắm. Nhưng mình nghĩ chắc tí lật là khó bởi vì nó sẽ dính ra vào giấy bạc ấy. Nhưng không sao. Chín được là hấp dẫn rồi. Thơm lắm các bạn. Tuyệt vời. Nãy mình mở cái kiểm tra rồi, giờ mở lại. Ôi, hai cái bên mông của nó này. Hai cái đùi nó ra nó phồng lên. Thôi, chỗ này nó chín. Chỗ cánh này chín vỡ ra rồi. Giờ đâm phát cho nó hơi nó ra không nó bục hết. Cái gì nữa hấp dẫn này. Bếp báo bếp ga ở Nhật này nó thế, cảm giác thấy nồi khô là nó tự báo hiệu rồi, nó tự tắt bếp rồi. Ồ, có vẻ là không cần phải lật đâu các bạn, bởi vì nó cũng chín được đấy, không cần phải lật đâu. Lật thì giờ mình thật sự là bảo lật không không thể, mình lật là vỡ hết. Mà gà đấy không phải là cái loại gà như ở Việt Nam mình, gà nuôi gia đình mình nuôi nó dai nó rắn. Đây là con gà mình hấp muối đấy các bạn nhá, chín rồi, thơm lắm, ui hấp dẫn luôn. Thì bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức nhá, nào xem nào.
Ui, chín như luôn này. Thôi, xé miếng nhỏ nhỏ chắc cho chứ không to quá quang ngồi cạnh cái lườm. Có chuyện có bín đấy. Lại cho cái bát mặt chết. Xin mời tất cả các bạn nhá. Đây là nước chấm mình dùng cái súp mì tôm ấy với lại chanh ớt. Không có bột canh như ở Việt Nam. Ngọt lắm. Gà hấp này không bị mất nước à. Xong là ăn thịt nó mềm. Mềm mềm nhừ nhừ với lại súp. Tuyệt vời. Mềm lắm. Như mà, như thôi. Như. Tôi hấp phải mất tầm tiếng rưỡi không ạ? Ngọt. Thơm. Ngon lắm. Hôm nay lại có hàu anh em ơi. Hôm nay không ăn sống nữa. Hôm nay bắn vào bị sóng nóng lên, ăn chín rồi. Ăn sống nhiều sợ lắm. Tối ra nhà vệ sinh cũng thì là tắc nhà vệ sinh khổ. Một số này ăn hàu. Ôi xô. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả các bạn nhá. Đánh chén nhá. Vừa đi làm về đói rồi. Đã. Ăn gà đi ăn. Tôi nói với tôi hấp thật tôi thấy thơm lắm. Ướp gì không? Ướp. Bùi gậy đây à? Ừ. Thật chế không tung à? Xà tỏi à. Xong là bột nghệ. Cả nước sốt nướng cái này. Nó bị hương cho, này. Cho nước sốt nướng một đẹp. Cho hết bụng. Nhưng hết bồ tạt đúng không? Chọc á. Một đặc tạt. Còn đâu bồ tạt nữa. Chẳng lẽ chấm nó còn chấm tiếng rưỡi ấy. Hấp. Chín dần luôn. Không phải lật. Đã. Xé ăn đây. Chấm bã. Cơm ngày mai là cơm gì ăn đấy? Cơm gì ăn nhá? Thì đẹp. Cơm ngày mai là cái cắm. Tôi rất là thích kho câu các bạn. Hôm nào tôi xử lý kho câu. Hôm nào cầm con gà công ty về cũng đặt lại. Sao nào có nhiều ăn quá. Chắc là cũng vậy thôi. Mà tất cả các bạn kho câu gà nhá. Thật đấy. Nhanh ở trong công ty em có mấy con nhỉ? Không biết, không nhớ. Nhưng cũng còn... Ê, cũng phải có không? 6 con nữa. Chọn đấy. Ừ, cho. Chia sẻ kho câu. Các bạn thấy anh em mình làm hỏa thuật hôm nay không? Tắt máy cái còn nguyên bộ hồi cốt. Đẳng cấp không? Quá là đẳng cấp. Thế anh em mình chấn chặt chẽ rồi. Xương này, các đầu mỏm cắn hết luôn. Không tham tí nào. Rồi, món hôm nay thật là gọi là tuyệt vời. Thì tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.